Ok, hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại và vẫn là mình đây, Sung của Jirasu. Thì hôm nay mình tìm được một loại TikTok cực kỳ hay, đó chính là khi vạn vật đều biết nói dễ ra sao. Bắt đầu nào. Này làm cái gì đấy, làm cái gì đấy. Đấy, như thế. Mà thôi gớm quá. Vãi. Cá mặt như này ghê quá. Ăn không cho cái gì luôn. Không nuốt luôn cái con luôn đi, chỉ tôi chi nữa, xin có một miếng à, ăn hết ít đúng không, giết người ớt mò gầy mò quá, vãi. ăn nữa không, ra chợ tôi mua nữa cho. Bỏ ngã chúng không. Rồi xong mày rồi con ơi, chết mày rồi con. Vãi gì ạ? Tiếp tục video nào. Chổi lâu kìa. Cái con này là phát sinh của mình. Mát này cái này ghê quá. Không được. Cắn chung cái ấy. Vãi. Để cái này ghê vãi. Bạch tuộc kìa. Vãi. Vãi con kìa. Trời ơi đất ơi, tao bị liều. Mày bấm cái máy xay mà tao tưởng tao là cái máy xay, tao xay quá trời xay. Cái hộp tao muốn bay chung với bà ông nội, bay đi đâu đi đâu đi đâu. Tao xay quá trời xay. Vãi. Ok sao? Quay lại đây. Thằng anh hai là nó chết đứng luôn rồi đó, cùng mình khô mình chạy xong mà ác, bà mẹ ác nó chè vãi. Trời ơi dầu nó bắn. Bà cao thì nó bắn không có tới mặt bà với tôi, nó bắn nát cái mặt. Tôi nè đụng được. Cái gì đây? Con rắn, thằng này sợ rắn. Đang vui mà, đi đâu vậy? Nhảy nó đi, sao không nhảy? Tao biết chứ tính thật của mày rồi nha. Ném bé trai xuống. Tính. À mẹ, thằng nào chơi bốc dài vậy? Ngủ tí cũng không yên nữa. Bộ à. Vãi. Ủa? Vãi nồi. Đang làm sữa ta? À, hồng sữa. Rùa xuống. Ok. What the. Rất là ngon, cảm ơn anh nha. Vãi. Vãi. Con non gì mà to hơn cả mẹ nữa chứ. Thôi mày nhai đầu tao luôn đi. Mày có phải con tao không vậy? Ôi nó không dùng. Ủa. Không ăn thì bỏ vãi ngoài. Mắc mới gì bỏ tao vô làm chi. Rồi lấy giấy thấm dầu. Con run. Cho hai con kia cho một con này cho một. Tôi biết mà, tôi là con rẻ của bà mà. Con chó kìa, con chó đâu? What? Đã bảo được có chồng mà. Quay một đường cái. Này đường nhà tao mà. Được. Thôi, vậy còn gì nữa? Cho má để cái này. Nha. Em thấy cô có nghề đó, con lấy bộ bài ra hai cô trò mình đánh với cô ơi. Không, cái này không. Cái gì đấy? Đầm lầy. Sâu vãi. Đúng là người tính không bằng trời tính mà. Vãi. Tưởng không sâu. Ai dè đâu sâu không tưởng. Được con nào. Tôi nói là bà má đã làm. Ông
cực tôi không đứng làm ba tôi nữa. Thiệt, bà má bà làm, tôi không có làm. Tôi đứng đây là tôi đủ khổ rồi. Vãi mồi. Tin tôi lần đi, bà má bà làm. Không ơi, coi lại cái video để bà má bà làm đi. Con nó kéo kìa. Vãi chưa. Nó chưa sao. Nát lũng thêm cái mỏ không nữa đó. Quá tao cho nó kìa. Lấy mà ăn hết luôn đi. Mua một bánh cho tôi có 5 ngàn, không ăn hết 3 ngàn gửi rồi. Cái gì vậy? Cái này cái gì vậy? 5 ngàn, không ăn hết 3 ngàn gửi rồi. À, pháo. Con chó vãi nồi, con chó. Vãi ghê quá. Chửi. Rồi không được. Mày xong đời rồi. Con chào mẹ. Ủa mẹ dậy hả? Ba mẹ. Cái gì đấy? Vãi chửi. Ok. Ghê vãi. Cái gì vậy? Em gái của mẹ mà mẹ không có thử cái nết của mặt tao sao bạn? Cái gì đây? Tôi xong. Cái gì đấy, cái gì đấy, cái gì đấy? Cá sấu. Ok. Và video này sẽ được dừng tại đây thôi. Thì trước khi thì video này thấy, nếu như các bạn thấy video này hay thì hãy comment, share và like cho mình nhé. Cũng đừng quên là subscribe nữa. Ok, bye bye.